Như xin chào cả nhà. Chào cả nhà đã đến với kênh của Như Nguyễn Cà Mau. Cả nhà ơi, hiện tại là Như đang ở đứng ngay tại quán lẩu bò gia truyền. Thì Như xem trên mạng rất là nhiều, Như thấy cái quán lẩu bò này rất là nổi tiếng luôn, mà rất là hot trên mạng luôn nha. Thì giờ Như dẫn cả nhà vào trong. Thì trước đó là Như thấy quán thì lẩu bò bán hai món là bê thui và lẩu bò, thì Như cũng rất là thích ăn bò luôn, cho nên là Như sẽ vào trong để cùng cả nhà trải nghiệm xem anh bán như thế nào mà lại hot gần trên mạng nha. Chào anh. Ôi, em thấy quán lẩu bò của mình hot gần trên mạng luôn. Hôm nay em từ Cà Mau đổ đường lên đây. Dạ, dạ, để được gặp anh nha cả nhà ơi. Anh bán đồ coi nè, vàng coi nè. Trên mình anh vậy là bao nhiêu cây vàng nha anh? Gần 60 cây. Wow, gần 60 cây vàng nha cả nhà ơi. Quá dữ luôn. Bây giờ trước tiên là em nhờ anh giới thiệu giúp em về những cái bò ở trong này nha. Em thấy là ở đây là rất là nhiều luôn. Em đi là nhiều quán lắm nhưng mà em chưa thấy cái quán nào mà bò nhiều như của bên anh luôn á. Anh ơi, cái này là cái gì vậy? Cái này là phèo nè. Wow, phèo nhìn hấp dẫn lắm luôn nè. Chắc có béo lắm luôn à. Nhìn nè. Dạ. Đặc ruột nè, nhìn nè, nó trắng đặc ruột luôn nè. Còn đây là cái gì ạ? Cái này là nạm. Nạm. Còn bên đó là gân. Cái này là biến. À, biến. Cái này là biến trứng, cái này là ngọc dương á, này là ngọc dương của con bò. À, ngọc dương hả? À vậy hả? Bên đó mới găng hả? Bên đó mới găng nè. À găng. Ở trong đây á là xí quách, xương ống tỉ. Dạ. Xí quách, còn đây là đuôi. Dạ. Găng nè. Đây là cuốn họng. Dạ. Này là lòng đen, đặc biệt là lòng đen nó không có tẩy luôn, nó là nguyên chất luôn á, này là lá sách. Cái này mới ăn ngon nè. Đúng rồi. Còn cái màu trắng người ta tẩy rồi. Dạ. Còn này là lá mía. Dạ. Còn này là bò viên nè. À, như thấy một gỗ rau mùi luôn nè. Cái này là rau màu gai. Màu gai. Rồi đây là hành với lại củ hành. Cái tủ của anh hả, rất là nhiều món luôn nha. Thường thường là anh mở lúc mấy giờ ạ? Anh mở từ 2 giờ rưỡi cho đến 12 giờ đêm. 2 giờ rưỡi tới 12 giờ đêm. Wow, mà thời gian nào là bán đông nhất anh? Tầm 7 giờ là đông nhất. Dạ. Hồi nãy giờ quên hỏi anh tên gì ạ? Anh Cường. Thật sự nha cả nhà ơi, ở trong video như vậy ở ngoài ảnh còn đẹp hơn nữa đó. Nha. Có vàng luôn nè. Kèo một khúc luôn nha. Một hồi chắc anh phải cho em xin miếng nhé quá. Ok. Xin nhé. Hàng đến đây là chủ yếu là để xin nhé. Dạ đúng rồi, xin nhé là vàng nha, rồi xin nhé bán đắt nữa nha. Ôi trời, coi nè cái tủ nè. Rất là nhiều. Thường thường ở đây mình bán một cái lẩu là bao nhiêu tới bao nhiêu tiền ạ? À? Anh bán từ 200, 250, 300, 400, 500. 500 là cái giá cao nhất, lớn nhất là 500. Như thấy rất là đông luôn. Bán tấp nập luôn á. Dạ. Mình phải căng ha anh. Dạ. Ở đây thì như thấy là tủ gao. Gao để ăn kèm theo lẩu. Ở đây có cải xanh nè, mồng tơi nè, rau má nè. Ở đây. Còn đây thì mì với lại sợi phở ăn kèm. Ồ, gao, nhìn tủ gao cũng rất là hoành tráng luôn nha. Mà đặc biệt là sâu nước. Sâu nước lẩu. Anh ơi, một ngày gì mình bán được bao nhiêu sâu nước lẩu như vậy ạ? Ngày bình thường là 3 nồi. Còn như wow, một cái nồi rất là lớn luôn, mà bình thường là 3 nồi, còn những cái ngày mà đông đông là tầm 5 nồi nha. Rất là 200 lít. Vậy tính ra ngày bình thường là anh bán 600 lít. Wow. Thôi, em hỏi thiệt anh nha, trên người anh đeo như vậy anh có cảm giác nó nặng không? Cái thời gian đầu thì có, nhưng cái thời gian sau thì nó bình thường. Quen rồi. Quen rồi hả? Chịu cực thì mình cũng quen. Đeo vàng mà chịu cực luôn á. Em xin cái vía chịu cực của anh chút được không? Ê, chịu cực mà vàng nhiều, chịu cực chút cũng không sao. Rồi ở ngoài anh đẹp lắm luôn á, ngoài á trắng tươi trắng bóc luôn nha. Thật sự là như xem trên mạng rất là nhiều, thấy anh rất là nổi luôn, nhưng mà hôm nay mới được chứng kiến nha. Tầm mấy giờ anh mới xuống đây để anh bán? Thường là tầm 4 giờ 4 rưỡi là sẽ xuống đây. Dạ, 4 giờ 4 rưỡi anh sẽ xuống. Nhưng mà em thấy là chắc có lẽ là anh xuống đây là bán đắt dữ lắm đúng không? Trộm vía. Trộm vía bán đắt luôn luôn á.
mà em trên người anh như vậy là vàng 24, như vậy là anh như thấy có sợi dây chuyền nè, sợi dây chuyền hình con heo. Tại là đầu tiên mà lúc mà lúc chơi vàng nhiều là mua em đầu tiên luôn đó, nên là lúc nào cũng phải đeo em, nên là rất là may mắn. May mắn à, ừ, may mắn nha cả nhà ơi. Cái bộ vòng của ảnh là thật sự bên đây là bên kia không biết bao nhiêu chiếc luôn á. Bên đây là 22 chiếc à. 22 nhưng mà nó rất là to, cái bảng nó to. Mà 10 ngón tay là đeo hết 10 ngón luôn nha. Không có chừa ngón nào chứ. Anh dưới chân luôn kìa. Cả nhà ơi, dưới chân ảnh có đeo luôn á nha, coi kìa. Chứ không phải là đeo tay không đâu nha. Đeo cả dưới chân luôn. Một cái lẩu 500 là bao nhiêu gram, mấy trăm gram ạ? À? À, hơn 1 kg. À, hơn 1 kg đó, nhiều, vậy là nhiều lắm luôn á anh. Mình có được chọn không hay là mình cứ bắt lộn xộn? Dạ. À, có nghĩa là mình được chọn. Mà khoai môn ở đây em thấy khoai môn nó rất là dẻo luôn nha. Khoai môn nè, khoai môn này là mình hấp hay luộc ạ? Luộc xong rồi mình gọt vỏ ra, mình mới cắt. Cái hộp tiêu cũng rất là chất lượng luôn nè. Hộp tiêu gia truyền. Hộp tiêu gia truyền. Ở đây lẩu bò gia truyền mà có thêm hộp tiêu gia truyền nữa nha cả nhà. Đây đây. Dạ, nhìn là biết gia truyền này. Truyền nhiều đời đúng không anh? À, anh cho em hỏi ở đây mình bán bao lâu rồi ạ? Ở đây là chỗ kinh này, nghe địa điểm này là bán 9 năm rồi. 9 năm. Nhưng mà xuất phát từ lúc anh bán đến bây giờ là bao nhiêu năm? Từ lúc mới bán. Mới bán ở điểm này nè. Dạ. 9 năm. 9 năm. Hồi trước là ba mẹ anh làm trước. À, có nghĩa là ba mẹ anh làm trước cho nên có cái tên là lẩu bò gia truyền. Thiệt luôn á. Gần 60 cây vàng rồi, trời ơi nè. Xin vía nha, cho Như xin vía nha. Chụp cho em xin tấm hình nha. Trồng như vậy là bao nhiêu cây ạ? À? Bộ này là 5 cây. Bộ này là 5 cây. Bộ này là gần 8 cây. 5 cây, 8 cây, còn tấm lắc này bao nhiêu ạ? À? Wow. Tấm lắc 12 cây. Wow. Rồi sợi dây chuyền nè. Rồi dây dây với mặt luôn là 6 cây. Wow. Còn đây là 3 cây mấy, gần 4 cây. Rồi anh có cân là hết luôn là được bao nhiêu vàng không? Gần 3 kg. Wow. Gần 3 kg vàng nha cả nhà. Nặng lắm luôn á. Khủng hoảng nha. Thật sự mà nói luôn á. Nhưng mà có phải là anh đeo vàng dù may mắn bán đắt cho nên anh đeo. Càng ngày với mình đeo càng nhiều quá nó càng lọc. Mỗi lần mua vàng về là bán trắng đậm luôn. Vậy hả? Nên là mình bị cuốn, mình thích là mình mua hoài, để mỗi lần mình chắc chắn là mình đi mua vàng liền. Wow, anh có dự định mua thêm cái gì trên người anh nữa không? Có, dự định mua thêm nữa. Mua thêm nữa? Mua thêm tầm khoảng bao nhiêu cây nữa? Nói chung thì mình không biết bao nhiêu đó, nói chung mình làm được thì mình mua tiếp, mình làm được thì mình mua tiếp. Vậy đó. Wow, gần 30 cái vàng, gần 3 cái vàng. Nói chung là những cái đó là một cái niềm đam mê của mình. Wow, em ước gì về chiếc này em cũng đam mê đeo vàng giống như anh. Nhả vía là mình phải xin tới tắt, xin tới tắt. Đây một ngày là mình bán một con như thế này. Đó. Một ngày anh bán một con luôn. Nãy giờ buổi chiều thôi là hết phân nữa rồi. Một con là tầm bao nhiêu ký anh? Một con là tầm 70 đến 80 ký. Một con tầm 70 đến 80 ký. Hôm nay là đầu tuần con này chỉ có 60 mấy ký thôi. Dạ. Nhưng mà em thấy là bán được rất là nhiều rồi nha, hơn nửa con rồi. Tại vì mình bán từ 2 giờ rưỡi trưa quay xong là bắt đầu có người mua liền. Dạ. Anh bán ở đây là bê tươi. Đúng rồi, bê tươi. Mỗi ngày. Đúng rồi, bê mới bê nóng mỗi ngày luôn, mình quay tại chỗ luôn. Wow. Bởi vì sáng á là người ta mình quay qua cái bê tươi, mình vừa lên bê là phải là có khách lại mua liền. Cắt ngay cái phần đó cho người ta liền. Dạ. Ở cái con bê này là món nào trong con bê là ngon nhất anh? Thật sự á là mình theo mình thích ăn thôi. Dạ. Chứ mà cái phần nào thì nó cũng như nhau. Thì ví dụ như là tại nhầm người thì thích ăn cái phần thịt nhiều, nhầm người thì thích ăn cái phần da nhiều thì mình lấy quế. Dạ. Bốn lạng mà bốn lạng. Ở đây một lạng anh bán bao nhiêu ạ? Một lạng là 55.000, còn bắp chiếc quế là 60. Bình thường như thế này nè, là 55 này, còn bắp quế là như thế này. Bắp quế thì nó sẽ da nhiều, da và gân như thế này, còn này là thịt nhiều hơn. Ai thích ăn da gân, mình có thể lựa chọn là bắp. Anh xem cái hai lạng đó nha. 7 lạng rưỡi phải không? Ở đây như thấy anh làm rất là sạch sẽ luôn nha, mang bao tay nè, đầy đủ hết, và cái chỗ bếp của anh rất là sạch sẽ luôn.
chiều là mình phải sắp sẵn như vậy nè, để là có khách tới là mình bóp về nhanh, như thế này rất là nhanh, chứ không là mình làm không đông kịp. Quá là không kịp ha anh. Dạ, để vô một lần đó là 4-5 người một lần gì đó. Dạ, không có kịp nên mình phải sắp sẵn. Còn ví dụ như mà mình lỡ vô mình thích cái phần nào, mình ăn cái phần nào trên con bê á, thì mình sẽ lấy ngay cái phần đó. Vậy anh có thể giúp em lựa cái phần nào ngon á, anh xách cho em được không? Được. Dạ, em ăn cái phần nào? Đây là có sống lưng nè, cái này là vừa thịt vừa da. Em thích ăn cái nào gân gân á? Gân gân thì là bắp nè. À, vậy anh xách cho em cái gân gân ba lạng nha. Dạ, là anh xách nè, mỏng. Đó, xách mỏng, nhìn khéo lắm, cái dao này chắc bén lắm anh ha. Cái tay sắc vàng thôi, cái tay vàng thôi mà sắc thì cũng thấy ngon, đeo vàng sắc là thấy ngon. Rồi anh đeo như vậy có khó khăn gì trong lúc mà anh làm không? Thật sự là anh không có làm nhiều, anh chỉ đứng đeo vàng không, đứng đây mình bán mình thu tiền thôi, nhưng mà không có đứng bán nhiều. Đó là nhiều người kiểu như là ta nói là đeo vàng cái mình bán cái bị mắc vệ sinh đó. Dạ, thật sự là mình không có bán. Dạ, mình chỉ đứng mà mình thu tiền thôi. Dạ, nhưng mà em nghĩ lúc anh làm là anh sẽ tháo vàng ra đúng không? Vẫn đeo bình thường. À, vẫn đeo bình vàng luôn. À, mang bao tay thôi. Em chỉ sợ là anh khó khăn nặng quá, cái tay nặng quá, dở lên dở xuống nó mỏi không? Có người làm hết rồi. À, mà mới mua về anh đeo anh cảm thấy nó mỏi không? Có mỏi, cái thời gian đầu là nó nóng nực nữa. Dạ. Thời gian đầu nóng nực nữa, nhưng mà mình đeo dần quen. Dạ. Bốn lạng nữa. Ở đây mà như thấy anh bán rồi, như muốn ngọt luôn á, bán đắt lắm luôn nha. Đắt lắm. Liền tay luôn. Phải nhanh. Bò, vừa bê vậy đó. Dạ. Yeah. Nhà mình là tập ở quán mình tổng cộng là hết bao nhiêu người để bán à? Gần 30 mấy người. Đó. Wow. Nhân viên hết luôn là 30 người. Nhân viên hết luôn là tầm 30 mấy người. Đông lắm, đông khủng hoảng luôn á. Mỗi ngày có khi nào một ngày em bán được 2-3 con bê không? Không, một ngày là chỉ bán được một con thôi. À, quy định là một con. Quy định là một con thôi. Tại vì nếu mà mình không thể nào mà mình quay hai con rồi khi không hết, như là mình để qua ngày mai là không có ngon. Mình phải là lấy mình bán hết trong một ngày thôi. À, nhưng mà mình hết thì nhiều hơn, mình quay con khác là bán tiếp. À, chứ mình không có kiểu như là cố để mà mình quay hai con cái lỡ mình bán không hết đó, thì nó sẽ để ra sao nó đi đông lạnh nó ngon. Tại vì đây là bán hàng nóng thôi. Ở đây là anh Cường bán hàng nóng không? Anh có thể đọc địa chỉ để mọi người biết để đến quán anh được không ạ? Quán của mình là 926C Đạo Văn Cú, phường 5, quận 8. Bán từ 2:30 trưa cho đến 12 giờ. Anh có thể đọc vậy, anh có thể đọc số điện thoại luôn để mọi người có thể điện đặt bàn không ạ? 0906 784 743. Lúc em lên đó thì em cũng có thấy số điện thoại của anh để em hỏi trước á. Dạ. Thì mọi người có đến đây thì ghé quán anh Cường ủng hộ nha. Mấy lạng hả? Như thấy là anh rất là vui tính luôn á. Được ký. Quán bán đắt lắm. Còn đầy đủ hả? Dạ, làm cho em một cái lẩu đầy đủ đi. Không, làm cho em cái lẩu bự đi. Lẩu lớn là... Dạ, lẩu lớn, dạ đúng rồi. Dạ. Dạ, anh lấy đầy đủ hả? Ở ngoài, ở đây ngoài lẩu mình còn có món gì nữa hả? Ngoài lẩu ra có đồ xào, tôm, gà, mực ớt thì mình có đầy đủ. Đầy đủ hả? Thôi là hai đưa cho nó 160. Ra đây chị đưa cho nào bạn ơi. Anh Cường có phải người miền Tây không? Anh người miền Tây hả? Rồi, người miền Tây thích đeo vàng lắm đúng không anh Cường à? Đặc sản là vàng. Dạ. Đặc sản ở Cần Thơ là vàng nha cả nhà. Mẹ của anh cũng trẻ lắm luôn kìa. Nhìn thấy thì tướng nào chị gái luôn á chứ. Mẹ không có thích đeo vàng. Chỉ có mẹ không thích đeo vàng thôi. Chỉ cần con đeo mẹ ngắm là được rồi. Cao nãy nhìn ngon lắm mà tụi em đặt rồi. Ở đây là nước chấm chao với lại sa tế. Giờ mình khuấy lên nha. Lẩu này lúc mà Như đang phỏng vấn anh Cường thì ở ngoài tem này là ăn uống. Có nghĩa là đã uống bia rồi ăn luôn rồi nha cả nhà. Chưa ăn à? Chưa ăn à? Mình đến thử nước hả? Có dám ăn đâu.
trước tiên mình sẽ ăn miếng gần. Cô ba ăn đi. Ăn đi, ăn đi, cả nhà ăn đi. Ừ, nó béo, nó giòn, giòn giòn, béo béo. Nóng. Cái này nên bỏ bị vô với rau vừa nó vừa ăn quá. Em bỏ rau nha. Ngon. Đây là cái sắt. Ừ. Cái này là lát sắt. Lát sắt. Ừ. Lát sắt này là không tẩy nè. Mình chấm lại miếng chấm chao. Dạ em tới hơn 200. Ngon lắm, lý ngon. Nhiều quá. Ngon lắm luôn á, đúng là cái không tẩy ăn nó ngon, nó giòn nó béo luôn. Có tẩy luôn hả? Cái này có tẩy. Quá, tẩy trắng tươi luôn á, tẩy trắng lắm. Wow, đố của ba cái này cái gì? Cái phèo nè. Cái phèo này mình chấm lại miếng chao nha. Cái phèo này nè. Ừ. Cắn một cái nó xịt và nó béo. Đấy, ăn bồ viên chưa? Khi chưa ăn bồ viên. Tôi ăn nguyên tử này. Đây mèo hả? Mèo á. Tôi ba hước. Nè. Béo. Cắn nó xịt và. Béo đúng không? Nó xịt cái trong da, cái trắng trắng ở trong á. Cái cục bò diêu nó ngọt, nó dai, ăn nó dai, nó giòn thật sự luôn, đúng không? Nó nghe mùi bò nhiều. Cái này nó béo, nó mềm, nó béo, nó mềm, ăn nó phao qua phao trong miệng luôn. Cô ba gọi vú nướng á, là nướng heo, 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 ăn không đi, ăn không thử cái mùi vị nó như thế nào. Nó giòn. Thịt cùng thịt nó thơm. Béo nha. Béo. Nhưng mà chị nghĩ á, ăn kèm với lại đồ chua thì mình chấm, còn nếu không ăn kèm đồ chua vậy là vừa ăn rồi. Đúng là ớt vừa ăn luôn. Mình có thể để dưới rau này ra ngoài được không? Đây, đây là dĩa B như kêu ba lạng. À, cắt lên, cắt lên. Của chị khoan, một bên khỏi thính này để thử, anh như thử ăn một miếng không có thính nha, thử nhớ như thế nào. Đây, một miếng không có thính thì sẽ chấm với lại chào. À, chấm mắm nêm lộn. Đây mình chấm với lại mắm nêm nha. Ăn không có rau thử như thế nào, không rau không thính luôn nha. Nó già, nó già nhưng mà nó không có dai hùng. Cái thịt nó mềm mà nó ngọt lắm luôn á.
ngon. Mình cảm nhận được cái thịt tươi luôn á. Mình sẽ cuốn lại ăn với lại một tí rau sống. Cô ba ăn đi, cô ba ăn đi. Cái nước chấm này nó lạ lắm. Cái nước chấm này nó lạ lắm. Cái vị nó lạ lắm. Vậy hả? Làm từ mắm thịt chó hả? Sẽ bỏ vô tí hành, tí ngò, với lại một tí thịt và mình cuốn lại nha. Ngon lắm á. Ủa gì hả? Ngon lắm nè, qua cũng như ăn miếng này ngon lắm luôn á. Nè. Vừa ăn á. Rồi cảm ơn cô ba. À lúc nãy chị không có cho tỏi. Lúc nãy chị không có cho tỏi. Mà cái này á là gắp thính vô ăn nó ngon. Còn miếng thính nhiều nó mới ngon nha. Hồi nãy mình ăn không. Thử thì mình cảm nhận được là thính nhiều ăn rất là ngon luôn. Thơm. Thính càng nhiều ăn càng thơm. Đó, bây giờ ăn có tỏi. Mình ăn thử có tỏi đi. Nó không có cay, tỏi nó không cay, nó không có ngon. Ăn chung cái miếng tỏi á, nó thè thè, nó nồng nồng lên á, nó tăng thêm cái hương vị nữa. Cái này làm chị lựa chỗ cái bắp nè, đúng rồi, gân nhiều, chị thích ăn gân. Nó là một ngày bán một con á, một ngày bán một con. Bán từ hôm nãy nói mấy giờ, quán mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ ạ? Từ 2 giờ rưỡi đến 12 giờ. Hả? Miền Tây gặp miền Tây. Dạ. Cái bỏ miếng cá lóc vô trong lẩu ăn với nước lẩu là thấy nó khác thì. Thôi vậy hả? Ừ. Rồi, em cảm ơn nha. Thử đi. Em thử ra. Cay được. Cá tế lẩu cay lắm. Cay không có mà nó thơm. Vậy mùi tao vị. Nó sẽ cho chị. Cho chị xin cái muỗng em. Chị nói là phải thêm miếng sa tế nữa, cái nước lẩu nó sẽ ngon hơn. Bây giờ Như cũng nghe lời chị, Như thêm miếng sa tế để Như hấp thử cái nước lẩu nó khác như thế nào. Dừa luôn á, cô bà thừa ăn luôn. Đó Cần Thơ. Cô ba biết bạn nói là anh Cường nói là đặc sản ở Cần Thơ là gì không? Cô ba biết không? Không phải nem. Cô ba đâu tí về đặc sản ở Cần Thơ là gì?
là vàng. Anh Cường nói là cực kỳ thích đeo vàng. Trên người ảnh gần 60 cây vàng, ảnh sẽ dự định mua thêm. 60 cây hả? Thẻ men gì hả? Thẻ mua thêm nữa. Đem như hai cái này luôn. Khi nào mà ảnh đeo được tới trên này luôn nè là ảnh bán chắc đắt gấp đôi này. Lên đó, anh nói là người ta lên đây, đây xin vía rất là nhiều luôn. 2, 3, vô. Dạ, quá ngon, quá xuất sắc luôn. Dạ, thôi giờ mình xin vía quận nữa nha. Xin vía quận nữa. Nhảy vía. Hứng vía. Rồi nha, chịu qua luôn. Rồi, em cảm ơn anh nha. Rồi, con chào mấy cô về. Rồi.